Đây số máy tiện mới về rồi con. Trung tâm này cả 1 mét nè, ngoài trung tâm 1 mét nè. Có đầu kẹp đầy đủ nè. Đá cắt luôn, có rồi gắn đá cắt luôn nè, đơn giản luôn. Lỗ 60. Đây. TXL 62 1G. Meo còn khá đầy đủ nè. Khá đẹp. Nó mới về nghe không? Rồi con thứ hai nè. Trong tầm có 1 mét. Tầm này có 1 mét rưỡi nè. Tầm này có 1 mét rưỡi, 1 mét 2 vậy nè. Nó có 1 mét rưỡi. Kẹp dít đầy đủ, đầu kẹp đầy đủ. Rồi không điện đâu còn, đẹp thiệt. 60 luôn. Me đầy đủ. Mang cái gì đây? Alo. Số mới về nha. CB là nhóc. Đuôi sói luôn. Alo. Dạ đúng rồi. Dạ bằng nhau. Đúng rồi, đầy đủ hết rồi. Máy tiện luôn. Rồi, máy dập sắt. Rồi, con là có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Có làm được thì làm rồi con. Máy tiện mini nè. Ôi, có con máy tiện mini nè. Anh tiện xúc bắp, tiện đồ mấy xe nhỏ được nè. Tiện mini nè. Đây, máy rửa xe nè. Đầy đủ ống nè. Súng ống đầy đủ. Máy nén khí nè. Rồi, máy phan nè. Rồi, coi là có nhu cầu luôn nha. 088 635 6707. Rồi, phụ tùng nè. Đầy đủ nè. Kéo dít búa. Đục kìm cưa. Đây có máy bào cổ nè. Bào bằng tay hồi xưa nè, của Nhật luôn nha. Nó bào này láng rồi con. Khi bào hơi cực nhưng mà nó rất là láng, rất là mạnh. Đây cái này gì đây? À, đây cái đục. Đục gỗ nè con. Thêm mấy cái viền gỗ á. Đã không? Thước nè. Dễ cháy nữa nè.